Zalo với mọi người, lô phôi lên xem 86 nha mọi người. Cây sống khỏe hết trơn nghe nè. Năm trời ha, còn mấy cái này vận chuyển thì có thể mấy cái này nó bị héo nha mọi người. Cái này trời mới ra. Lên xem 86 có gai nha mọi người. Lá nhỏ có gai. Lá cũng nhỏ xíu. Hoa nó màu tím nha. Này gai này nè. Cây này có đế mà cái này ở dưới đây á, là nó hay bị ẩm ẩm, nó có thể bị chóc chóc nha mọi người. Hoành của nó là 15, ngay dưới này 15 ha. Chiều cao nó là 33. Ở bên đây á, hoành của nó là 15 luôn. Cao á là 33 luôn. Rồi mã số này là mã số D1. Một cặp này em Zalo với mọi người 600.000 bao ship một cặp ha. Cái này em vô cặp nha mọi người, không tách lẻ ha. D2. Rồi đế nè. Cá đế ha. Này là da dưới đây xù 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 ha. Lọ cây nó vậy. Ẩm ướt thì có thể chóc ra. Hoành ngay đây 13, ngay cũ này 13 ha. Trên đây thì nó nhỏ xíu à. Chiều cao nó là 27. Này là em đâu cũ ha. Ở đây 15, cũ nè. Chiều cao của nó là 33. Này, chiều cũ ha. Rồi mã số này là mã số D2 500.000 cặp này em bao ship. D3. Ước là có thể chóc nè mọi người. Hoành đây 12,5. Chiều cao nó là 22. Ở bên đây hoành nó là 14. Cao nó là 13. Rồi mã số này là mã số D3. 500.000 bao ship. D4. Đó, có một cành giãn bay rồi ha. Hoành nó là 14. Cao là 230. Rồi D4 này, cặp này 500.000 bao ship. Linh sang 86 nha mọi người. D5. Đây một cặp đây. Cặp lùng lực nhỏ. Anh em chơi bonsai mini rất là đẹp. Cây sống khỏe đâm chồi chừng. Hoành nó là 11,5. Này cao là 12 đấy ha, cao không tới ngang tay nha. Hoành nó là 16,5. Cao nó là 14. Rồi D5 550.000 bao ship. D6. Đây là gông rêu đóng nha mọi người. Đây gông rêu đóng nha. Cây khá là to. Ơ anh em ơi. Hoành nó 14. Chiều cao nó 29. Hoành đây nó 14. Cao nó 23. Đây mã số này là D6 550.000 bao ship. D7. Cặp này thì nó ít gông ha, không có gông cặp nãy hay gông. Hoành nó là 11,5. Chiều cao nó 27. Rồi tuốt như này luôn ha. Rồi tuốt một cái thằng nhỏ thôi. Thằng này 9 nè. Chiều cao của nó là 31. Da của nó xù xì dưới đây ẩm ướt ha, dễ bị chóc. Rồi D7 500.000 cặp này em bao ship. Mã số D8 cho mọi người. Cái đây có nhánh tét nè em. Đây nè, cái sẹo nhánh tét đây nè ha. Đó mà nó kéo hết trơn. Hoành nó là 14. Chiều cao nó là 23. Hoành nó là 13. Chiều cao nó là 31. D8 500.000 bao ship. D9. Hoành nó là 15,5. Chiều cao nó là 29. Đây, ẩm ướt này nha. Ẩm ướt là dễ bị chóc nha mọi người. Hoành nó là 12,5. Chiều cao của nó là 30. D9 550.000 bao ship. D10. Cây khủng nha anh em. Đó, hai cây khủng á. Quay mặt ra nó. D10 nha. Này cây này khủng luôn, đế quá trời đế luôn. Cái này thì nó bị ẩm ẩm ẩm.
Này còn mấy cây cũng bán rẻ cho anh em ơi. Hoành nó là 14,5. Chè cao nó 29. Hoành đây là 17,5 ha, trên đây đây nó bự hơn. Chè cao nó là 34. Rồi dê 10 550 ngàn em bao ship nha mọi người. Dê 11. Khủng này nè nó. Đùng lực ha. Đây nè. Dễ chóc 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 gì chứ không phải nó mục ha. Tại cái loại da dưới đó là gì. Hoành nó là 14,5. Chiều cao nó là 17. Này hoành nó là 16,5. Chiều cao đó là 24. Rồi dây 11 550 ngàn em bao ship. Đây nó có bị ướt ướt ha. Rồi em xin chào mọi người. Đang giao lưu cho mọi người à. Xin sạch 86 nha. Rồi rất mong được sự ủng hộ của mọi người.